trên một bộ mic vài trăm cành thôi, dưới 1 triệu rất nhiều, dưới 1 củ rất nhiều, anh chị sẽ nhận được những gì? Đó, thì trên tay em đây có một mẫu mic là G02. Đây, nó 2 cây như thế này. Anh chị sẽ có thể kết nối được vào âm ly, mixer hoặc là loa kéo, có thể giúp cho mình được khắc phục được cái lỗi mà hư mic ở nhà của mình. Đó, thì một bộ mic như thế này thôi đã là khắc phục được rồi. Đó, anh chị có thể hát xuyên suốt luôn vẫn được. Và pin trên con G02 này á là nó xài pin sạc nha mấy anh chị. Pin sạc nha, cả 2 cây đều như vậy. Anh chị hát cái pin chỉ cần cắm sạc cho nó thôi là được. Và sạc của nó cũng cực kỳ nhanh, tại vì là sạc Type-C, giống như sạc điện thoại mới bây giờ á, dòng điện thoại Android ha. Nó có thể kết nối là âm ly, loa kéo và mixer. Đây thì ở đây em đang có cho mình cái mẫu loa kéo đây, em sẽ kết nối cho anh chị nghe thử coi. Con này cực kỳ hay nha, nó có thể kết nối cho mình là lên tới 20m khoảng cách xa nha, và có tần số UHF, cho nên là cái độ mà bắt mic của nó cực kỳ hay. Đấy, cái đầu thu này anh chị chỉ cần khởi động lên và anh chị chỉ cần cắm vào. Đó, vừa nãy là em chưa cắm lên. Đây, đây nè, đó. Alo, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm, đêm có hay mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng. Wow, đấy. Thì trên một bộ mic như thế này thì mình đã có thể karaoke suốt ngày được rồi, tại vì pin sạc mà anh chỉ có thể sạc đầy pin và chơi xuyên suốt được tầm khoảng là 4-5 tiếng đồng hồ liên tục. Đây, trên một mic này chỉ vài trăm cành thôi, em bao test cho anh chị 7 ngày và bảo hành trong vòng 12 tháng. Đó, bác nào thích và đang cần thay thế một bộ bộ mic ở nhà của mình, dạ lựa chọn em G02 này nha, bấm xuống giờ hàng giúp em nha.